SMC Việt Nam được thành lập vào năm 2008, tên gọi chính thức là Công ty trách nhiệm hữu hạn SMC Corporation Việt Nam. Chúng tôi có 3 văn phòng chính tại Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nẵng và 13 văn phòng đại diện trải dài khắp cả nước. Hiện nay, SMC có 12.000 dòng sản phẩm cơ bản với hơn 700.000 mẫu mã khác nhau. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các trang thiết bị, phụ kiện trong tự động hóa như van điều khiển, xi lanh khí nén, xi lanh điện, thiết bị xử lý khí đầu nguồn, thiết bị trung hòa tĩnh điện, thiết bị chân thông, cảm biến, màn hình và các phụ kiện khác. Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, SMC tự hào là đơn vị cung cấp sản phẩm và giải pháp toàn diện, đáp ứng hầu hết cho các ngành công nghiệp trọng điểm hiện nay. Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng mà SMC Việt Nam đang cung cấp bao gồm tư vấn kỹ thuật, đào tạo, trữ hàng, giao hàng, bảo hành, tiết kiệm năng lượng, kiểm tra chất lượng khí, sửa chữa chiêu lơ, máy sấy khí và catalog tiếng Việt. SMC Corporation Việt Nam có đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo, giỏi chuyên môn và nhiệt huyết với công việc. Công tác đào tạo và đánh giá nhân sự luôn được chú trọng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tác phong làm việc với tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng. Ở tất cả các văn phòng của chúng tôi đều có phòng đào tạo với trang thiết bị hỗ trợ tập huấn cho khách hàng từ cơ bản đến nâng cao và sát với nhu cầu thực tế. Các khóa đào tạo giúp kỹ sư nắm vững kiến thức cơ bản, hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị trong hệ thống khí nén, từ đó có thể vận dụng kiến thức để thực hành tháo lắp, thiết kế các mạch khí nén và hỗ trợ công tác bảo trì. Phòng trưng bày được đầu tư hiện đại với các trang thiết bị và trạm trình diễn liên tục được cập nhật theo xu hướng công nghệ, đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập và trải nghiệm các công nghệ mới của khách hàng khi đến với SMC. Chúng tôi có hệ thống 3 kho hàng lớn tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bắc Ninh với lượng trữ kho lên đến 16.000 sản phẩm, cùng với dịch vụ hỗ trợ giao hàng tận nơi cho khách hàng nhanh chóng và tiết kiệm. Phòng sản xuất được trang bị các thiết bị máy móc hiện đại với độ chính xác cao để đáp ứng nhanh chóng việc sản xuất xi lanh theo yêu cầu. Dịch vụ bảo hành và sửa chữa chiêu lơ, máy sấy khí ngay tại Việt Nam giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng để khách hàng an tâm sản xuất. Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, chúng tôi cũng không ngừng cống hiến cho xã hội thông qua việc tích cực tham gia vào các hoạt động tài trợ giáo dục, hỗ trợ Việt Nam vượt qua thiên tai, hướng đến sự phát triển bền vững. Tại SMC, sự hài lòng của khách hàng chính là động lực để cải tiến và phát triển mỗi ngày của chúng tôi.